À, trời ơi nó mệt. Phượng nhớ canh lửa nghe con, đừng có để nó tắt nghe là hư bánh đó nghe dạ, con. Dạ dạ. Trời ơi chạy vô chạy ra ta, chân ta nó mỏi muốn chết luôn vậy đó. Ủa ở trong sao rồi má? Hết đồ ăn chưa? Trời ơi đồ ăn đâu mà hết, còn y nguyên, dọn lên ly còn nguyên. Ủa? Tết nhất thì tụi nó chỉ là nhậu thôi. Em ơi, em thêm đồ ăn nha. Ờ, trứng bắc thảo nè, tôm khô củ kiệu nữa nha, thêm lẹ 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 em. Dạ 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 tới liền. Má trời, hả? Trời ơi nó đứa nào nó cũng xỉn trơn, nó kêu chiêu có cho có kêu gì tao đồ ăn còn ê hề có đứa nào ăn đâu. Kể nó đi con. Trời ơi mệt mỏi ghê luôn vậy đó. Má con nói nha, tao nói là Tết là an vui là sum vầy. Ừ. Mà con thấy ai an vui không biết. Con thấy mấy bà nội trợ cực quá luôn á má ơi. Đó. Trời nào là dọn dẹp, cúng kiến xong rồi dọn dẹp rồi tiệc tùng rồi tùm lum hết trơn á mà hả quần quật mà sao không hết công chuyện. Nói thiệt chứ con với ba ngày Tết là năm nào cũng vậy á, muốn ăn mà có ăn đâu. Trời ơi, đói lúc nào thấy thì mấy đứa nhỏ mà nó nhậu nhẹ vậy ha, rồi cái bốc ăn rồi qua ngày gì đó tháng vậy thôi chứ đồ ăn ê hề vậy mà cũng còn kêu thằng con tôi thiệt tình. Có đâu mà tiệc hoài á, tới 2-3 lớp chứ không phải tới 1 lớp. Đúng rồi. Đó, dọn ăn xong rửa chén, rửa chén xong rửa nồi rửa niêu xong cái lại dọn ăn. Đúng rồi. Xong rồi rửa chén rửa nồi rửa niêu lại dọn ăn nữa, trời đất ơi. Còn hơn nhà hàng nữa, nhà hàng ta ha, khách tới một ào ha, còn có đâu này tớp mà đi về tớp kia tới mà tớp nào tới khách tới cái mình phải dọn lên cái mình ngồi mình canh, nhiều khi mệt mỏi cũng dám đi ngủ nữa, canh xong dọn xuống. Nói thiệt chứ công nhận Tết á thì vui nhưng mà cực quá đi. Con kệ đi con. Kệ. Năm nào cũng vậy hết á. Cái này giống như là chuyện xảy ra hàng năm. Trời ơi cái gì mà giật giữa vậy? Đi vô nhà thôi, ngủ thôi nè, đi. Thôi nè con, dìu chồng con vô nhà ngủ đi. Đi đi. Ừ. Cái gì? Tẹt. Trời đất ơi. Tẹt rồi, tẹt rồi. Trời ơi. Cũng thấy tội nghiệp. Trời đất ơi, xỉn quắc cần câu rồi. Kêu vô nhà ngủ không, nó canh nồi bánh tét. Ờ mà ai canh thì ảnh có canh đâu. Ngủ không mà tét cái gì. Tét. Trời ơi, mỗi lần Tết là vui háo hức. Mà bây giờ con thấy nhắc tới Tết là con rùng mình rồi đó má. Đúng rồi, Tết thì nó vui nhưng mà nó cực. Nè, mang gì ăn chưa? Uống gì đó, má với con sao đói bụng quá trời. Đó, đói cái rồi cái đồ ăn đó thừa mà. Cái gì vậy? Tẹt, trời ơi. Đó, cứ ăn đồ thừa. Mà má nghĩ cũng ngộ nghe. Đó, mình nó tới rồi mình bỏ biết bao nhiêu tiền, mình làm đồ ngon không, nhưng mà mình ăn toàn đồ thừa, đồ cũ không à con. Thấy nhưng không? Mà khách tới là phải dọn đồ mới cho khách. Nè, lần nào năm nào nó rút kinh nghiệm nghe. Mỗi năm làm nhiều quá dư thừa. Không, năm nay tiết kiệm lại làm ít thôi. Rút kinh nghiệm làm ít lợi. Nhưng cũng không được con, làm ít thì sợ nó thiếu. Trời đất ơi, tao nói qua Tết cứ ăn tới hầm tới hầm lui thiệt ngán muốn chết luôn vậy đó. Ôi con sợ Tết rồi đó nha má. Mấy bà nội trợ cực quá à. Thiệt, ai mà làm nội trợ thì mới biết cái cảnh này hả con ha. Ê, cái gì vậy? Tẹt. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Thương và rất thương cho những người phụ nữ trong gia đình mà giống như tiểu phẩm mà chúng ta vừa theo dõi. Chắc là đây không phải là câu chuyện của mọi gia đình đâu, mà có lẽ rằng là nó một số và càng ngày càng có xu hướng ít đi. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cuộc sống hiện đại thì những thành viên trong gia đình thì cũng đã có những cái sự thấu hiểu và chia sẻ công việc với nhau nhiều hơn. Nhưng mà quả thật ở ngoài kia vẫn còn những người phụ nữ, họ phải luôn luôn ở phía sau, họ chỉ biết cặm cụi chuẩn bị những món đồ ăn để cho ông chồng và những vị khách đến nhà của mình thôi. Thành ra là Tết thì họ đâu được nghỉ ngơi đâu, và thậm chí họ còn phải tốn sức, tốn công hơn rất là nhiều lần. Và để một cái Tết trở nên thật sự vui vẻ và hạnh phúc thì chắc chắn rằng cái việc là chuẩn bị đón Tết cũng như là chuẩn bị để tiếp đón các vị khách đến nó không phải là câu chuyện của người phụ nữ. Chúng ta hiểu rằng là cả một năm ai cũng vất vả rồi thì ngày Tết cũng cần nghỉ ngơi. Chính vì vậy nếu như mình xác định rằng nhà của mình có nhiều khách á, thì những người chồng cũng sẽ cần lưu ý để chúng ta phụ vợ của mình trong việc là mình lên kế hoạch này, mình chuẩn bị sẵn những cái món đồ mà mình có thể chuẩn bị trước. Và nếu như mà có những vị khách rồi thì ngày Tết mà mình cũng sẽ cân nhắc trong việc là mình chuẩn bị ăn uống như thế nào cho nó mang tính trang trọng nhưng mà cũng mang tính đơn giản và vừa phải thôi. Và đặc biệt là bia rượu trong ngày Tết thì sẽ là một cái điều rất là khó tránh, và nó có thêm một chút thì nó cũng là một cái điều vui. Nhưng nếu như mình quá lạm dụng á, và mình chỉ chú ý đến việc đón khách mà mình quên đi những thành viên trong gia đình, mà đặc biệt là người vợ, thì đó cũng là một điều không trọn vẹn rồi.
À, và đối với các cô vợ thì chắc chúng ta cũng cần phải có sự lên tiếng và trao đổi với lại người chồng của mình để cho những người đàn ông hiểu ra rằng là à, vợ của mình cũng cần phải được đón Tết nữa, và vợ của mình cũng có những cái mối quan hệ và những cái người bạn bè cần phải được đi thăm hỏi và gặp gỡ giao lưu, chứ không phải chỉ có ở nhà đóng vai trò là nội trợ, bếp núc và dọn dẹp như vậy. À, khi đó thì chúng ta hy vọng rằng hai vợ chồng sẽ có tiếng nói chung và chúng ta sẽ cùng nhau đón một cái Tết thật sự đoàn viên, ấm áp và đúng nghĩa là một cái Tết sum vầy. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị khán giả.